Con quan rồi lại làm quan là một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi trên cả những diễn đàn ngôn luận trong nước và quốc tế. Ở phương Tây, cụm từ Nepo Baby được sử dụng phổ biến bởi đại chúng, dùng để chỉ những con quan rồi lại làm quan. Điển hình như là Ivanka Trump, Lily Collins, Brooklyn Beckham hay là Sofia Coppola. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, nổi tiếng, quyền lực hay bị đùa rằng chúng đã sinh ra ở vạch đích. Ngoài những phần quà mà may mắn từ số phận, thì ngay từ nhỏ, chúng còn được thừa kế và nuôi dưỡng trong lối sống, cách tư duy, thói quen sinh hoạt đáng mơ ước. Dĩ nhiên là điều này càng làm gia tăng thêm khoảng cách giữa những con quan và con dân. Vì vậy, nhiều người cho rằng những cá thể may mắn này, nếu mà họ có thành công thì cũng chẳng phải là do nỗ lực của bản thân họ, mà là do xuất phát điểm vốn đã đi kèm với cả sự thành công. Thậm chí là không ít ý kiến cực đoan còn khẳng định rằng những cái Nepo Baby này không xứng đáng với mọi thành tựu mà họ đã và đang đạt được. Do đó chẳng việc gì phải yêu quý hay là ngưỡng mộ những cái người này cả. Để làm rõ hơn về quan điểm này, rồi từ đó nhìn hướng ngược lại, hãy cùng Spider Room đến với bài viết Con quan rồi lại làm quan của tác giả Anne Vietnamen. Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Cô đồng nghiệp của mẹ có lần đến nhà chơi, khen tôi khôi ngô tuấn tú. Sau này chắc chắn sẽ tiến xa lắm trên con đường công danh. Lại có chú bạn của bố bế lên cọ dâu từ hồi năm tôi 8 tuổi, nói rằng tôi nên được bố mẹ đầu tư nhiều hơn để xứng với những gì tôi nên được và thênh thang trên quan lộ. Mẹ tôi là một cán bộ quản lý cấp bộ với nhiều người nề, còn bố tôi chơi thân với nhiều chú sẽ về hưu với cả hàm đại tá ở trên vai. Đương nhiên, tôi là một cậu ấm, một quý tử, kiểu như vậy. Năm 14 tuổi, theo logic như một con quan thông thường, tôi được xác định sẽ học ở nước ngoài, rồi về nước và làm việc như một chuyên viên. Chẳng mấy chốc tôi sẽ ngồi ở một vị trí nào đó đủ cao để những người đã cầu cạnh mẹ tôi chuyển hướng sang mình, và làm sếp của những người hơn tuổi mà đã có thể có được vị trí nhân viên bằng thực lực. Mẹ tôi hài lòng với định hướng đó, còn bố tôi thì không hẳn. Ông chỉ đơn giản là luôn động viên tôi cố gắng và sẽ bắt tôi dậy vào lúc 5:30 sáng mỗi ngày nếu tôi và ông cùng ở nhà. Rõ ràng là những người có địa vị và quyền lực trong xã hội đều muốn duy trì ưu thế đó sang thế hệ kế tiếp của mình. Không phải ai cũng leo lên được một vị trí đủ mạnh và vì thế lẽ nào lại chẳng để hoàng lộc trường tồn. Duy trì địa vị ở con cái là một cách để họ gìn giữ và củng cố quyền lực cho bản thân. Bên cạnh đó cũng giữ gìn thể diện và cũng là một trong những cách hiệu quả để thể hiện tình thương với cả con cái. Con quan ra làm quan đối với nhiều dân tộc là một điều rất dễ bắt gặp. Hai vị tổng thống thứ 41 và 43 của Hoa Kỳ, George W.H. Bush và George W. Bush có cùng huyết thống. Hoặc cố tổng thống Singapore Lý Quang Diệu và giờ là ông Lý Hiển Long hẳn là phải có tình phụ tử rất là đặc sắc. Ông nội của Shinzo Abe từng là thủ tướng của Nhật Bản, ngài Kishi Nobusuke. Còn cha ông Abe thì đã từng đảm nhận vị trí ngoại trưởng, không ít hơn một ví dụ có thể minh chứng cho chuyện này. Trong thời đại mà năng lực mới là giá trị và điều kiện giáo dục là bình đẳng, câu phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc có lẽ đã đi sai đi rất nhiều. Nhưng mà ở một khía cạnh nào đó, quy luật được cổ nhân đúc kết vẫn có những điểm hợp lý. Một đứa trẻ sinh ra trong một môi trường có điều kiện tốt, tiếp xúc với những thứ nhiều não hoặc là những người có địa vị từ nhỏ sẽ có điều kiện tiếp thu tinh hoa và trở nên xuất sắc hơn khi mà so với một bạn khác sinh ra trong một gia đình thông thường. Số này tất nhiên là không nhiều, nhưng mà con nhà quan vị tất đã không có năng lực và chấp nhận cái sự an bài của cha mẹ chúng. Nhiều người tôi biết gia đình cực điều kiện nhưng mà năng lực chỉ có thể nói là xuất sắc trở lên. Họ thậm chí còn chẳng thèm công tác hay là hoạt động ở lĩnh vực của cha mẹ mình mà vẫn thành công vang dội và nắm giữ được những chức vụ, những cái vị trí mà nhiều kẻ ghen tị. Có nhiều người với điều kiện vật chất của mình và gia đình đã dùng đó để cống hiến cuộc sống với khoa học, thầm lặng và chẳng lắng nghe ngoài kia có ai đang đãi bôi về mình. Chúng ta khẳng định rằng việc con quan làm quan là có thể có ưu điểm và cũng có thể là mang khuyết điểm. Và không thể phủ nhận rằng phần lớn xã hội chúng ta đang có những định kiến quá lớn với những người sinh ra trong các gia đình thượng lưu hoặc là cha mẹ họ ít nhất có địa vị nào đó. Tâm lý này là sản phẩm của cả một quá trình tác động qua lại giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị của 2.000 năm phong kiến đặc sắc. Những định kiến đó không phải là không có cơ sở, bởi vì câu chuyện cậu ấm cô chiêu, cơ cấu ô dù, nhân sâm thì ít, dễ che thì nhiều, có người nâng đỡ càng ở trong xã hội hiện đại thì càng phổ biến, và phô ra một cách trơ trẽn và bất chấp sự phản đối mạnh mẽ.
Thiệt thòi hơn cả là những bạn sinh ra trong chăn ấm nhưng mà lại dứt khoát đi bộ trong tuyết lạnh trên cái đôi chân của mình. Như vậy rồi còn mấy ai có năng lực sinh ra trong gia đình địa vị, thỉnh thoảng lại bị bạn bè và xã hội ném cho một vài cái ánh mắt nghi kỳ, vừa kính nể lại vừa khinh bỉ xa cách để mà dám đứng ra mà cống hiến nữa. Kể từ khi ý thức được rằng mình có trách nhiệm với cả bản thân, tôi đã lựa chọn chống lại mẹ nhiều chuyện, chống lại cái logic con nhà quan và quay lưng với nhiều cơ hội quan trọng, trở thành một đứa ăn mặc xú xứa, tư duy bình thường và cạnh tranh lành mạnh với bạn bè. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi tốt nghiệp đại học với một tấm bằng như các bạn khác và sẽ làm ở một doanh nghiệp tư nhân, hoặc ít nhất là không phải là một công chức được mẹ tôi sắp đặt vào, một bác sĩ chữa bệnh thân thể hoặc là một bệnh chính sách. Mẹ tôi rất bực, nhưng mà bà không thể làm gì hơn, dù mẹ vẫn cho rằng tôi làm mẹ mất mặt. Tuy nhiên, bà vẫn yêu thương tôi hết mực, cái này thì tách biệt hai chuyện nha. Viết bình luận và xôn xao với một tư duy cảm tính, nhiều người trong số chúng ta đang trực tiếp, nhưng hy vọng là không cố ý, cố tình làm tổn thương những người có tài từ gia đình có địa vị. Bỉ bôi cái chuyện con ông cháu cha bắt đầu từ việc bất bình trước cái tiêu cực, nhưng đằng sau nó vẫn có thể lẫn vào một chút ganh tị và ghen tức. Khi người ta ở vào những vị trí khác nhau, người ta sẽ tận dụng hết tất cả mọi điều kiện mình có thể, có mấy người dại dột bao giờ. Cũng thật khó để kết luận rằng ai đó có năng lực kém khi họ mới bắt đầu làm một công việc, nhất là quản lý. Kết quả của quá trình này được thể hiện qua một thời gian đủ dài, nhưng phải nói rằng không quá khó để nhìn thấy đâu thực sự là một thằng vừa sinh ra đã hài lòng với việc ở vạch đích, ô dù, võng lọng che kín đầu, trong khi người khác đang chạy thục mạng trên con đường công danh đó. Bạn của mẹ tôi, một chú làm bao nhiêu năm ở bên quản lý đất đai và quy hoạch đô thị, dây kinh nghiệm thì dài như là tơ nhện, nhưng vẫn có thể được thăng tiến, đúng quy trình. Trong xã hội này, chuyện lãnh đạo cần đếch gì tư duy. Lãnh đạo là bẩm sinh ra, từ cha tôi truyền lại cho tôi theo đúng quy trình, chỉ còn về thứ hai có khả năng đúng cao hơn thôi, chứ mà về thứ nhất ấy, tôi e là chưa hẳn. Hạn chế xôn xao và quan sát là cách để bạn an toàn và nâng cao giá trị cho mình. Phán xét người khác một cách công tư phân minh, dựa trên những bằng chứng cụ thể thì sẽ tốt hơn cho xã hội. Còn nếu không ấy, thì không chỉ có tác dụng phụ mà sẽ có phản tác dụng. Thỉnh thoảng nghe những cái lời không hay về bản thân, rằng đã được cơ cấu cho cái ghế nào đó, tôi chỉ chép miệng, phủ đi quần rồi ngồi lên. Chúng ta không thể sống một cuộc đời như họ, khi mà chỉ tọc mạch xem ai đó sẽ làm gì. Thời gian đó, tôi có thể học được nhiều thứ họ chẳng biết. Ai đó chọn cách thanh minh thanh nga nhưng mà tôi thì không. Tất nhiên, quan hệ, điều kiện của cha mẹ đôi khi cũng giúp ta nhiều thứ, như là để trong một cuộc phỏng vấn khách mời nhận lời sớm hơn chẳng hạn. Nhưng cố tách bạch hai thứ ra xa nhau nhất có thể thì không cần thiết phải quá áy náy. Không quan trọng bạn là người được sinh ra từ đâu, nếu như có năng lực, bạn hoặc họ sẽ được ngồi lên những cái lời không hay về xuất phát điểm của mình. Với những đối tượng bạn cho là ngược lại, bạn cũng có quyền ngồi lên người ta trong tư tưởng. Còn nếu là trong thực tế thì bạn chỉ có thể là cô hoặc là anh bồ nhí hoặc là mất việc. Bài viết này đã nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ từ người dùng của Spider Room. Vậy thì liệu nó có khiến bạn có cảm giác tương tự? Hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng ta hiểu nhau hơn nhé. Nếu các bạn thích bài viết này thì đừng quên ghé qua website spiderroom.com để tham gia vào một cộng đồng viết trẻ chung. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem hết video. Chúc các bạn có một năm mới 2023 tràn đầy thành công và hạnh phúc. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Mình là Pink Dot, còn đây là Spider Room. See ya!